Phần trung âm và cái quý vị nghe phần trung âm nó trong vắt mà nó lồng lộng quý vị, và đặc biệt cái phần dãy cao ở trên, dãy chép ở trên quý vị thấy quý vị nghe là sạch là sạch là sạch, mặc dù là nó đều ba, quý vị nghe đều ba dãy ha, nhưng mà quý vị nghe dùng trong một cái bài nhạc quý vị nghe chi tiết nó từ dãy ha, dãy chép, dãy trung và dãy bát, quý vị nghe nó phân ra, nói chung là nó chi tiết mà tạo một cái âm hưởng rất là đặc biệt quý vị. Đấy, loa cổ Pioneer CS91 cực kỳ tuyệt vời quý vị, có 102 ha.